Và xin chào mừng các bạn, chúng ta đến với cả game đấu thứ hai, set đấu thứ hai của cặp đấu đầu tiên. Đây chính là game thủ Jhene Quinnwing Maru Terran màu xanh của chúng ta. Maru hiện nay còn khá trẻ, bạn ấy có 19 tuổi thôi. Hiện anh còn tuổi đời còn rất là dài. Còn đây là game thủ Protoss màu đỏ của ông ta, thành viên từ team SK Tcon T1 Patting. Patting thì hiện nay vừa giành chiến thắng trong game đấu thứ nhất thưa bạn. Với cái sự quái chiêu của anh ấy, khi mà anh ấy sử dụng Colo, Achong, hai Templar làm đạo quân chính thì thu hút rất cả quân đội của đối phương rank quanh ở vị trí mỏ thứ tư. Trong đó anh ấy đưa DT, đưa rất nhiều thứ vào phía bên trong mỏ của đối phương để harass, khiến cho quân đội của Maru coi như là phòng ngự coi như là tẹt ga luôn. Bao nhiêu việc để làm không hết thưa bạn, coi như việc làm không hết luôn, không đếm xuể. Thế là Maru này mới gọi GG thôi. Vậy nay chúng ta đang ở trên game đấu thứ hai của manh một. Mamnimbus của chúng ta có lợi thế đó là ăn mỏ, thì chúng ta không phải nghĩ. Nhưng mà thấy hiện nay thì Patting đưa luôn thì mình còn thuốc vào vị trí bên mỏ thứ hai của đối phương, mỏ thứ hai của mình như nhầm. Còn phía Maru thì anh ấy có vẻ hơi cẩn thận, anh ấy đặt cho mình Barak cùng với cả nhà ga trước để có thể là discount mỏ của Protoss. Anh ấy cũng rất là sợ nếu như bây giờ mà Protoss của chúng ta sử dụng cái lợi thế map này mà bây giờ mà lên Stargate thì coi như là mình cũng rất khó để có thể là phòng ngự được. Cho nên là mình cứ cẩn thận đã, cứ lên trước cho một con Reaper hoặc là đưa một con SCV đi scout. Sau đó thì bắt đầu thì muốn làm gì làm. Mặc dù mình ăn mỏ muộn hơn một tí, nhưng mà mình chắc ăn mình đép được tất cả những cái trò xấu tính của đối phương thì còn đỡ hơn với việc là mình đánh liều nữa bạn. Đánh liều là nguy hiểm lắm. Chơi StarCraft thì các bạn sẽ bắt đầu phải làm quen dần với cả cái việc phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ có thể xảy ra. Như tôi là một game thủ Protoss thì tôi thường opening bằng việc là, tức là trong những cái matchup mà của PVP hay là PVT thì tôi thường open bằng việc là đặt nhà robo, sau đó là đi scout mỏ đối phương, xem đối phương có ăn mỏ hay không. Nếu đối phương ăn mỏ thì tôi cũng ăn mỏ, còn nếu như đối phương chỉ chơi một bay thôi thì tôi cũng sẽ chỉ chơi một bay thôi, để tôi lên Immortal với cả Colo để mà tôi đép trước. Chứ nếu như để cho đối phương mà lên như kiểu là các anh ấy lên Orker, các anh ấy lên DT, các anh ấy lên Forget, các anh ấy lên 3 gate thì thôi tôi lúc đấy tôi vỡ mồm ngay. Cho nên tôi cứ phải để ý phòng ngự trước những cái trò đấy. Bạn thấy rằng hiện nay thì ta đang có một trò chơi rất ngông, thì anh quyết định lên cho mình chơi Bunker Road. Tất nhiên là Bunker này thì anh lại hỗ trợ Bunker cho con Reaper mà thôi. Reaper hiện nay hình như là đã chơi được một con Pop thì phải. Được không? À chưa được, con kia vẫn đỏ máu kìa. Vâng, có vẻ là Micro Reaper đã cứng rồi. Đây lại còn Micro cả hai con nữa. Vâng, chơi được hiện nay chơi được một con Pop rồi. Massive Core ra rồi. Massive Core ra thì thôi, thì tốt nhất là nên bán thôi. Hiện nay thì Zilot đang ở đây. Vâng, Zilot đang phải ngồi phá nhà của đối phương. Phá cái Bunker này nhưng có vẻ sẽ hơi khó. Việc này tốt nhất là cứ để cho Massive Core làm thôi thưa bạn. Đằng nào thì quân đội của Tiran thời điểm này cũng không thể nào tấn công lên mỏ của Massive Core được. Mà tội là một nốt Protoss. Các bạn thấy rằng hiện nay thì Massive Core đã phá xong được Bunker cùng với cả có sự hỗ trợ của con Stalker, cho nên là đã đuổi được con Reaper ra ngoài rồi. Hai Reaper liền. Hiện nay thì các bạn thấy rằng Protoss lại lao lên một lần nữa. Vâng, nhìn thấy được Bunker rồi. Rồi. Hiện nay thì Tiran cũng đang rất là cẩn thận thưa bạn. Cách đánh của Tiran này anh ấy rất cẩn thận. Anh ấy đặt Bunker trước để phòng ngự những cái pha tấn công của Protoss một cách bất ngờ. Mà mình không có gì phòng ngự nổi sẽ rất nguy hiểm. Hiện nay các bạn thấy đây là một Stargate cho Protoss rồi. Trận này tôi nghĩ không biết là Protoss sẽ lên cái gì, tại vì cái vị trí đặt Stargate kia thì nó hơi xa. Bình thường nếu như ở trên cái map này, khi Protoss đã biết mỏ của đối phương đang ở đâu rồi, Protoss sẽ đặt cho mình cái Stargate ở vị trí mỏ 2 chứ không phải đặt ở vị trí main bay như kia. Các bạn thấy ui rồi bắt đầu chạy được. Được rồi. Và Reaper nhìn thấy nhà Stargate rồi. Ngon luôn. Bây giờ thì Patting có cancel không? Anh ấy vẫn giữ nguyên Stargate thưa bạn. Vâng, đấy, đối phương nhìn thấy rồi. Hiện nay Stargate đã hoàn thành xong rồi, sẽ là Orker hay là Phoenix đây.
vẫn là Orker thưa bạn, vâng không ổn rồi. Cái việc mà lên Orker này thì tôi đánh giá rằng Patting vẫn đang quá liều mạng với cái trò Orker. Orker thực ra thì nó chỉ hiệu quả khi mà chúng ta gây được sự bất ngờ cho đối phương thôi. Còn khi mà đối phương đã nhìn thấy nhà Stargate rồi thì tốt nhất là các bạn nên chuyển trò hoặc là chỉ xác định là lên Orker cho vui thôi. Kiểu khoe mẽ kiểu tao có Orker thôi, chứ còn sau đó chúng ta phải hết sức cẩn thận con Orker, không là nó sẽ chết rất nhanh. Bởi vì là khi mà đối phương nhìn thấy như vậy thì thường là Terran sẽ lên rất nhiều Marine và sau đó đưa Marine ra ở khắp các mỏ. Vâng, ở đây anh còn lại còn lên cho mình một con Widowmine đấy thưa bạn. Với việc mà lên một con Widowmine như thế này thì rất khó cho Orker chỉ cần sẩy chân một phát coi như là dẫm phải seed ngay. Tất nhiên là Orker thì nó bay thì nó không sợ lắm, nhưng mà seed bay cũng rất nguy hiểm. Còn những con Widowmine đấy nó gửi seed vào trong rocket, nó bắn lên đầu, nó bắn lên trời thì cũng chết thôi. Để bạn có nhìn thấy Orker này vỡ. Ô lách rồi kìa. Ô vãi. Anh ấy lách được kìa. Vâng, có vẻ anh ấy đã nhìn thấy cái vị trí đặt turret rồi. Các bạn nhìn thấy rằng hiện nay thì quân đội con Orker đã có được một Q cho mình rồi. Chắc là một con SCV rồi thưa bạn. Hiện nay con Orker được ở phía bên trong mỏ 2. Ô không được Marine. Chết rồi. Vâng, chết rồi. Drop Marine quá đẹp thưa bạn. Vâng. Maru vừa rồi có một pha drop Marine quá đẹp. Drop đúng theo hình của con Orker luôn. Orker di chuyển hướng nào ngay lập tức là Marine được drop theo cái hướng đó. Một pha tấn công có thể nói rằng là rất hay. Vậy nay thì ở phía bên này, không được rồi. À, các bạn có thể thấy rằng con Pop đã bị bắt bởi một chú Marine. Micro rất hay. Vâng, ui rồi, diệt chém đứt đôi người kìa. Các bạn nào mà có điều kiện mà chơi StarCraft ở trên máy cỡ X-Tram, các bạn sẽ được nhìn thấy những hiệu ứng thực sự long lanh của StarCraft 2 luôn. Rất hiếm các tựa game RTS hoặc kể cả MOBA nó đến thời điểm này mà nó có thể có được những cái hiệu ứng long lanh như kiểu của StarCraft 2. Mình rất hâm mộ ở cái điểm này. Tuy nhiên đây cũng là một cái điểm mà mình thực sự không hài lòng cho lắm, tại vì là cái đồ họa nó cao quá. Đồ họa của StarCraft 2 nó cao quá và nó quá sát phần cứng rồi. Bây giờ còn đỡ đấy, chứ hồi trước thì thôi rồi. Để có được cái máy nó chạy được X-Tram thì mình đầu tư không biết bao tiền, mà lại còn để stream X-Tram nữa thì thôi. Máy của mình cũng chỉ dám để medium thôi, chứ còn để cao quá nó giật lắm, FPS tụt hậu kinh khủng. Cái cát bình thường bằng máy của mình bây giờ mình cũng chỉ để được medium để chấp nhận FPS khoảng tầm gần 100 thôi. Thế còn để cao hơn thì coi như là nó giật đùng luôn thôi bạn. Các bạn thấy rằng hiện nay thì cả hai game thủ của chúng ta thì đang đều ăn mỏ 3. Như các bạn biết là cái map này nó quá có lợi cho việc phòng ngự hai mỏ, nên là các game thủ của chúng ta mà cứ phải chờ cho đối phương ăn mỏ 3 đã. Bắt đầu mình mới thích làm gì làm được, không bây giờ mà lao vào rất nguy hiểm. Hiện nay thì Patting đang lên cho mình Phoenix và anh ấy tech lên tiếp cả Colo nữa. Đây là một cái build khá mới của các game thủ Protoss khi mà họ sử dụng Phoenix Colo để có thể là tạo thành một cặp đôi khá là hay. Tất nhiên là sẽ phải mix thêm cho mình cả những con Sentry nữa. Như các bạn biết rằng là Colo có lợi thế trong đất đối đất, còn ở phía của Phoenix thì lại có lợi ở trong không đối không. Tức là bây giờ chỉ cần có thêm những con Sentry để mà nó phóc phiêu quân đội của Terra lại một phát, coi như là quân đội MMM coi như là đứng dàn hàng để chờ kiểu khoe mông cho Colo nó xịt thôi. Chứ còn Viking thì chỉ có chạm được mỗi Phoenix thôi, chứ chả thể nào chạm được vào Colo đâu bạn. Kể cả Viking có liều mạng lao lên để mà bắt Colo thì cũng sẽ rơi vào tầm bắn của Phoenix và bị nó quẩy coi như là tỉa rụng hết cả cánh luôn. Thế là hiện nay số lượng Phoenix vẫn tiếp tục tăng lên, nếu bạn có thể nói thì đây số lượng Phoenix này rất nguy hiểm thời điểm này rồi. Nó có thể nhấc tất cả những unit nào đi lạc ở trên đường. Chưa kể là bây giờ mà Widowmine mà lơ ngớ là nó bị là nó ăn cho một phát mồm là nguy hiểm lắm. Nhấc cả con Orker, Widowmine lên chơi trên không luôn. Hiện nay có lẽ chỉ Protoss chỉ cần đưa thêm một con Observer nâng cấp bay nhanh cho nó đi kèm thôi là có thể là nhìn thấy những con Widowmine rồi nhấc trực tiếp luôn. Bạn nhìn thấy đấy, ui đấy, vừa nói xong nó bay nhấc một con rồi. May là có Terran, quân đội MM đứng đấy nhá, quân đội Bio đứng đấy, không là coi như là mất cả ba con luôn. Hiện nay Protoss của chúng ta đã có cho mình đến 3 con Colo rồi. Hiện nay Viking coi như đã có mặt rồi. Có lẽ Terran cũng bắt đầu hình dung ra được là đối phương. Hôm nay rút.
Hiện nay chúng ta thấy rằng là số lượng Phoenix chúng ta tôi nhìn qua tôi thấy 7-8 con rồi, xong rồi Colo mới có 3 con. Ô và bây giờ một pha drop, drop thẳng vào vị trí bỏ 2 rồi. Không ổn. Bố tôi ta làm gì đưa quân vào phòng ngự nổi kịp thời này thưa bạn. Không được rồi, Ma Sip Con đang đứng đây làm sao có thể recon được. Quả này bố tôi ta sẽ xác định mất mỏ rồi. Và một pha tấn công có thể nói rằng là quá nguy hiểm của Terran khi mà anh ấy đặt Turret với đặt quân đội chính ở cái vị trí kia. Vâng, quả này đúng là chịu thua rồi. Bố tôi chịu thua rồi. Bây giờ làm sao mà di chuyển từ tận mỏ thứ tư vào bên trong này để chỉ phòng ngự mỏ được. Không có Ma Ship Core đi cùng thì coi như đúng là thua rồi. Vâng, trận này thì quá khó cho Protoss của chúng ta thưa bạn. Khi mà đây các bạn thấy đây, một cái mini bay được đặt ở vị trí bên này của Maru, khiến cho quân đội của Maru coi như có một cái vị trí địa thế rất là hoàn hảo. Bây giờ chỉ cần tập kết quân, xong đó là đưa lên trên Maybach rồi drop thẳng vào vị trí bên trong mỏ 2 rồi. Cứ làm như thế thôi, cứ vài làm đi làm lại vài lần coi như là các anh Protoss coi như là cạn kiệt tiền mà chết. Đây các bạn thấy Zilot với Colo đi ra được đến nơi. Vâng, ra đến nơi này đấy, ra nơi xong thì bây giờ làm gì nữa. Cái này thì Phoenix Colo đang đây. Vâng, các bạn nhìn thấy rằng không có Phoenix nào dám lao đây cả. Colo lại rút trở về vị trí phía sau rồi. Này có 4 con Phoenix ở đây là sẽ đưa sang mỏ đối phương này. Turret nó bắn như vỡ đầu bây giờ. Trận đội của Protoss đây này rút về vị trí mỏ 3 rồi, không ổn rồi. Hiện nay tên nó bắt đầu lao lên ở vị trí góc này. Ôi Viking kìa. Viking nó bắt đầu chơi Colo rồi. Vâng, cần phải đưa Stalker lên trước Colo. Các bạn thấy hiện nay Warp Prism bắt đầu di chuyển rồi, nhìn thấy hình như chuẩn bị một pha Warp quân thẳng vào vị trí main bay của phương trang. Hiện nay thì Maybach được nhìn đã phải lách đi rồi thưa bạn. Hiện nay quân đội của Terran đang đưa cho mình Viking về nhà để phòng ngự trước mấy con Phoenix này, nhưng mà Viking làm sao đuổi kịp Phoenix kia bạn. Ô không được, Phoenix như thế này. Patin vừa quên mấy cái con Phoenix vừa rồi. Hiện nay thì Protoss chúng ta đang đẩy nhanh cái quá trình nâng cấp 1-1 này, nâng cấp Blink, nâng cấp Storm chắc khoảng tầm vài giây nữa là hoàn thành xong thôi. Hiện nay thì Terran bắt đẩy thêm cho mình Turret lên. Anh ấy biết rằng là đối phương lên Phoenix thì tốt nhất là bây giờ chúng ta cần phải chơi những unit nào đấy mà có thể là counter lại cả Colo lẫn Phoenix. Vâng, một pha drop tiếp theo vì bên trong này không ổn rồi. Ôi rồi, Protoss chẳng được bật rồi. Vậy bây giờ sao đây? Hiện nay Phoenix đang cố gắng quẩy con Maybach kia. Terran của tại này đang bị lùa ở góc bên trong này. Hiện nay thì vâng, đã được đưa lên trên Maybach và đưa ra ngoài rồi. Hiện nay Viking đã xử lý được một con Colo thưa bạn. Vâng, con này không ổn cho Protoss từ khi mà liên Colo liên tục mất đây này. Xây ra thì lâu chứ chết thì nhanh lắm. Các bạn thấy rằng hiện nay thì quân đội của Terran vâng nhờ sự hỗ trợ của Turret cho nên rất tự tin để mà đẩy quân lên rồi. Bây giờ thì Colo với cả Phoenix sẽ gặp phải một trở ngại rất lớn khi đưa quân các bạn. Bây giờ mà chỉ cần đi lỡ chân phát nó coi như là dẫm phải ấy ngay. Bây giờ có Observer thì sẽ bị Turret bắt. Vâng, các bạn thấy đấy, mất một con Colo rồi. Viking này đang làm nhiệm vụ quá tốt rồi các bạn. Còn ở Terran lao lên rồi. Vâng, phá Bailon rồi. Bây giờ cứ đẩy dần hàng Turret thôi. Bây giờ Terran cứ dần đẩy dần hàng Turret thôi. Và hiện nay một pha drop thì lọt vào phía bên trong bên bầy của đối phương rồi. Terran ta có đưa quân về phòng ngự không? Còn nghĩ tốt nhất là bây giờ cứ đưa cho mình Viking về trước. Không được rồi, một pha drop tiếp theo ở vị trí phía bên trong mỏ thứ hai rồi. Vâng, quả này không ổn rồi. Chúng ta có thể thấy rằng liên tục những pha drop thẳng vào phía bên trong mỏ 2 này sẽ khiến cho game thủ Protoss của ta vâng tối tăm mặt mày thôi, khi mà bây giờ quân đội nó vừa đè ở cái vị trí mỏ 3, vừa bị đè ở mỏ 3, vừa bị tấn công ở vị trí mỏ 2. Vâng, quân đội của Protoss đưa được cái giọt vào phía bên trong bên bay, đối phương đã đưa Mauder và Viking xuống để xử lý rồi. Hiện nay cũng chỉ còn có 5 con giọt ở đây thôi thưa các bạn. Cái này không ổn rồi. Hiện nay đây là mỏ thứ tư cho Protoss của ta, nhưng có lẽ là cái vị trí mỏ này hơi dễ bị tấn công. Mỏ này nó quá xa mỏ của Protoss Terran, chỉ cần tấn công vào đấy, chỉ cần đưa một Maybach với khoảng tầm 4 con Mauder thôi là có thể là xử lý thành công được vị trí mỏ đấy thôi thưa bạn. Terran phát hiện ra đối phương đang để khá nhiều hai tem lại vị trí mỏ thứ 3, nên cần phải hết sức cẩn thận, cần phải đưa Mauder lên trước để ăn Storm hoặc là câu những pha Storm của đối phương. Gọi như thế hai tem lại đã xuất quân rồi. Vâng, Widowmine đã bắn rồi. Chúng ta có thể thấy rằng hiện nay thì Protoss đã có cho mình nâng cấp cộng 2 giáp rồi và đang nâng cấp cộng 3. Úi giờ một pha Blink lên nhưng mà không ăn được còn ăn được rồi. Vâng, một pha Storm rồi. Quân đội của Terran mặc dù ăn Storm nhưng những con Marder vẫn cứ nhơn ra. Vâng, Terran lao rồi. Rút về một pha Storm, hai pha Storm rồi. Vâng, quá đẹp thưa bạn. Tuy nhiên rằng Viking vẫn còn đây. Còn biến 4 con Viking, hiện nay Protoss đã rút quân về. Vâng, hai con mấy con A chồng nhập lại rồi. Để các bạn nhìn thấy Viking coi như dàn hàng để chơi Colo rồi. Không còn Stalker để chơi được những con Viking nữa rồi thưa bạn. Vâng, có lẽ sẽ phải GG thôi. Quân đội Patin hiện nay Amy Supply chỉ còn khoảng tầm 30 mấy thôi thưa bạn, không thể nào đỡ nổi đạo quân lần này rồi. Nhưng pha Storm rất đẹp, mắt của Patin cũng không thể ăn nổi đối phương khi mà đối phương có giáp mạnh như thế rồi. Vâng, và như vậy tỷ số ông ta đã là 1-0. Một đều thưa bạn. Vâng, tôi xin lỗi nhầm ạ. Một đều. Có thể nói rằng là Maru đã nắm được một cái điểm yếu khá là căng của Patin ở trên cái map vừa rồi, khi mà anh ấy chỉ việc đưa
Anh ấy chỉ việc đưa cho mình mỗi Turret lên thôi, coi như là đã thể anti E được rồi. Những con Phoenix không dám quẩy xung quanh mỏ của Terran, khiến cho cái mini bay của Terran khiến cho quân đội của Bất Tinh có thể dừng lại ở phía ngoài thôi. Mặc đành phải mặc kệ cho đối phương, coi như là đẩy Turret lên, cứ đẩy hàng Turret dần dần lên, đẩy thêm Widowmine nữa, thế là coi như là thành những cái mini bay quá chắc chắn cho Terran của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta chuẩn bị đến với cả game đấu thứ ba thôi thưa bạn. Cái đấu thứ ba của chúng ta sẽ diễn ra ở trên map Overground.